Bây giờ là chú Quỳnh Linh sẽ, con đọc rất nhiều không, con xem hình rất nhiều, chú Quỳnh Linh sẽ có những cái điều này thử con, thử coi con có nhận ra điều gì không nha. Đây là những nhân vật nổi tiếng từ xưa tới giờ. Bây giờ con thử coi con đọc lộ nhiều đúng không? Tên thì con có thể đọc được. Rồi con đọc. Che cái tên thì con cũng nhận dạng cho được. Đúng che rồi. Tên luôn hả? Ai đắc như tên cái nãy mà cô đang cầm á là ai của hình của ai đắc như tên. Trời ơi, tên có câu chuyện gì con biết không? Hôm nay con nghĩ là anh này bị đầu á. Bị đụng đầu hả? Bị đụng đầu. Tại sao mà cái quả táo rơi trúng cái đầu ổng á, thì ổng đang vẽ cái gì á? À. Thì phát minh gì vậy? Phát minh ra gì con? Ông này tôi có chuyện này. Ông ấy là phát hiện ra luật vạn vật hấp dẫn. Trời ơi. Nhớ hay dữ vậy ta. Calo calo đây. Ông này đã suy nghĩ rất khác những người thời xưa rồi. Là ông ấy nói là trên đất xoay qua mặt trời trước đất, chứ không phải là mặt trời hay mặt trăng xoay qua trên đất đâu. Rồi ông ấy được coi là một dễ gì giáo và mắc rất nhiều bệnh tật ở cuối đời của ông. Rồi hình Thomas Edison. Oh. Ông này có đến mấy trăm bằng sáng chế và đã phát minh ra dây tóc bóng đèn và đã phát minh ra dòng điện một chiều. Còn Nikola Tesla con cũng là nhận dạng được ông này. Rồi, đã phát minh ra dòng điện hai chiều và ông đó cũng là nhân viên của ông nữa. Trời ơi, biết nhiều nhân viên luôn. Còn đây Louis Pasteur. Chính xác luôn. Wow. Ông này đó phát hiện ra một loại bệnh là bệnh dại. Và đã giúp cho dân tiêm chủng rất nhiều. Đã thì mình được vaccine Marie Curie. Đây là bệnh đẹp của bông nguyên tử. Bà này đã có hai giải Nobel. Một là cùng với chồng mình Pierre Curie, hay là một mình và có thể chữa. Tại sao ông nó chết, vì sao ông nó chết, người ông nó đi ra mà vẫn sẽ ra túi ổng và ổng bị cám chết tầm. Tức là bé nghiêng về 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 lĩnh vực mà tìm tòi khoa học và sáng tạo nhiều hơn. Dạ, nhớ rất là nhanh. Anh có lo lắng bé già trước tuổi không? Chú Quyền Linh hỏi một cái câu nó rơi đúng vào cái trăn trở mà tới bây giờ vẫn là nỗi trăn trở của bản thân mình và gia đình. Là tại vì cái thứ nhất là về cái cách giao tiếp, như mọi người thấy là bạn ấy nói nhanh và nó có vẻ ngọng nghịu. Cái thứ hai nữa là bạn suy luận một cách nó già hơn tuổi. Và cái thứ ba nữa là một cái là bé so với lại mặt bằng chung của xã hội, của các bạn nhỏ chung, là bạn ấy nó dạng dĩ mà một cách gọi như là không có biết lạ, không có ngại một cái gì hết, và mọi người đều như là người quen như vậy. Thì lúc từ hồi lúc là bé là gia đình rất là lo, và bản thân mình là mình phải đi, nói chung là phải đi tìm tòi thông tin, rồi tìm tòi về bạn bè, rồi các thầy cô, những người làm trong lĩnh vực về giáo dục, và kể cả về những người làm trong ngành y tế nữa. Mình phải đi hỏi xem là con mình vậy có bình thường hay không, hay là có gì bất thường về mặt sức khỏe, về mặt tâm sinh lý vân vân. Đối với lại bạn này á, các cô các thầy ở trường nói là rất là khó. Cái thứ nhất á là bỏ bạn chung vào một cái lớp và cùng một chương trình và cùng một cách dạy với lại các bạn cùng tuổi, cùng trang lứa, thì bạn sẽ bị nhàm chán, là tại vì kiến thức của bạn nhiều hơn các bạn khác. Mà bây giờ là đó là một cái. Cái thứ hai á là cô sẽ khó dạy. Thế thì như vậy rất là khó cho giáo viên, là tại vì dạy cho một bạn mà bạn ấy biết nhiều quá, trong khi mắt các bạn khác không biết gì hết, thì làm sao mà để mà dạy cùng một lúc được cho các bạn cùng với nhau, là một. Cái thứ hai nữa mà cho bạn ấy theo như vậy thì bạn ấy sẽ tội cho bạn ấy, là tại vì bạn ấy chán đi học về mà không có cảm thấy được đáp ứng cái nhu cầu của mình. Thì chính vì cái chỗ đó là phải, nói chung cô và thầy cô ở trường và gia đình cũng phải rất là vất vả với nhiều cái phương pháp khác nhau. Ví dụ như bạn này đi học về có bài tập sẽ là bài tập rất là khác so với các bạn cùng lớp, phù hợp với năng lực bạn đấy hơn để bạn không có chán. Thì ví dụ đó là một cái cách. Và còn nhiều cái nữa là ở nhà ba mẹ mọi người phải học với bạn này rất là nhiều. Em nghĩ là đây là một cái trường hợp rất là khó đúng không ạ? Cho nên là để có thể hiểu rõ hơn về trường hợp này, ngày hôm nay là chương trình cũng đã mời đến đây là thạc sĩ tâm lý Tonya, để mọi người đến đây để mà giải thích về cái trường hợp của bé Minh Khang. Xin được mời thạc sĩ tâm lý Tonya. Mời Tonya. Chào thạc sĩ tâm lý Tonya. Bây giờ thì Quỳnh Linh cùng tất cả mọi người trao đổi với bé Minh Khang. Thực sự mà nói thì cái việc bé biết quá nhiều, thậm chí biết nhiều hơn những người đang ngồi đây luôn, đây có phải là một hiện tượng hay là một sự phát triển bình thường hay là một sự phát triển không bình thường? Chào tất cả mọi người của chương trình, và có thể thấy được là cái tất cả những gì mà Minh Khang mang đến á, nó đang hiện hữu rất là rõ trên cơ mặt của anh á, anh Linh. Vẫn còn rất là hoang mang. Cũng hoang mang lắm. Okay. Trước hết đó là cô Nha sẽ nói luôn, đối với trường hợp của Minh Khang, đây là một trường hợp đơn cử. Trong cuộc sống thì chúng ta sẽ có nhiều trường hợp khác với những cái dạng năng khiếu khác vượt trội một cách vượt bậc như thế này, thì chắc chắn nó là bất thường.
Nhưng mà cái từ bất thường ở đây tôi không muốn mọi người sẽ tiếp nhận nó theo một cái nghĩa rất là tiêu cực. Có nghĩa là cái gì nó không giống bình thường thì nó là bất thường. Nhưng có điều là cái bất thường ở đây là nó sẽ dịch chuyển về cực dương. Có nghĩa là đó là những cái tố chất nổi trội. Và đặc biệt con có một cái năng lực mà ở đó cái người thường họ sẽ không xử lý vấn đề theo kiểu của con, cho nên nó sẽ không hiệu quả. Còn con thì con sẽ có một cái mô thức giải quyết vấn đề khác dựa trên nhiều cái điều kiện tác động, cho nên đây là sản phẩm mà chúng ta đã thấy nãy giờ. Liệu như vậy thì bé Minh Khang có mất đi một cái tuổi thơ trong trẻo như những đứa trẻ khác mà nó suy nghĩ quá già đi? Con có mất tuổi thơ hay không thì phụ thuộc vào ba mẹ của con. Chứ còn thực ra nếu như mà nãy giờ chúng ta bị bé làm cho bấn loạn á, cho nên mình có cảm giác là mình bị đuối với ảnh. Chứ thực ra nếu như bây giờ mình công bằng, mình rà soát lại nãy giờ những gì mà con thể hiện, con vẫn đang là một cậu bé rất là dễ thương. Con đâu có già gì đâu. Tại vì có điều là chú Linh bị đuối với con. Phải, bởi vì nếu như trẻ em á, thì trẻ em sẽ chơi những cái trò chơi, những bộ phim hoạt hình rất là bình thường. Nhưng bé thì bé lại nghiên cứu về bách khoa, về khoa học, về vũ trụ, về trái đất, rồi... về tất cả mọi cái điều mà của năm châu bốn biển. Nhưng mà chú Linh nhìn trên tựa sách đi, vẫn là bách khoa dành cho trẻ em mà. Thực ra nếu như mà xét dưới góc độ khoa học á, thì tất cả những gì mà Minh Khang có để biểu hiện ngày hôm nay, nó được tạo dựng từ những thứ như sau. Trước hết, đó là gen di truyền. Và thật sự ra là nãy giờ anh cũng kiểm chứng trên ông bố này nè, anh có nói ít không? Rõ ràng là con được tạo dựng bởi một cái hệ gen khá là ưu tú rồi đó. Tức là tính ra là bản thân ba mẹ cũng đã là có một cái nền tảng về gọi là mã di truyền tốt để ra được bạn này là F1. Tuy nhiên, cũng sẽ có những ông bố bà mẹ cực kỳ thông minh, nhưng mà tại sao con họ không như Minh Khang? Thì nó sẽ là vấn đề thứ hai, đó là cái tính cá biệt trong hình thành hệ thần kinh. Cấu hình thần kinh của Minh Khang là cái cấu hình mà ở đó một đó là não phát triển rất là đồng đều, cả hai bán cầu đại não. Và cái thứ hai đó là cái độ mẫn cảm trong xử lý thông tin của não ở trên từng vùng á, nó nhạy hơn những đứa trẻ bình thường khác. Cái cách mà con tiếp nhận vấn đề, tốc độ nó nhanh hơn. Rồi cái thứ hai đó là não con có một cái năng lực mà cái này dĩ nhiên nó sẽ là một cái đề tài cực kỳ thú vị cho nhiều nhóm khoa học, chứ không chỉ riêng và là về tâm lý và giáo dục đâu. Đó là con có thể phân vùng các cái thông tin mà con tiếp nhận á, cực kỳ logic. Con nó đang được hình dung giống như là một cái thư viện vậy đó các bạn. Và cái đường truyền thông tin về não đó là coi như là cái tốc độ để có thể các thông tin nó rơi đúng vào những cái học thông tin nào là Minh Khang làm một cách rất tự nhiên. Đó là lý do mà nói tới nhà khoa học là con hoàn toàn có thể kể được tất cả những gì liên quan đến nhà khoa học đó, bởi vì nó xếp xong hết rồi. Và tốc độ để con thu nhận những thông tin đó nhanh hơn là vì sao? Bởi vì cái tốc độ sao chụp của não bộ ở Minh Khang nó nhanh hơn người bình thường. Minh Khang vẫn thể hiện một cái cách tiếp nhận thông tin rất là trội mà nãy giờ cô Nhi A quan sát đó là gì? Đó là cái cơ chế chụp hình. Hồi nãy có một bạn đặt câu hỏi cho Minh Khang mà cô cảm thấy rất là thú vị là thời gian đâu mà em chơi? Tại vì bạn đó không có đọc giống như chúng ta đâu con. Bạn đó đọc nhanh lắm. Bạn đó cho nên là ví dụ như chúng ta dành 2 ngày để đọc quyển sách, nhưng mà thiệt ra Minh Khang đọc 20 phút xong quyển sách rồi. Lý do là bởi vì cái cơ chế chụp hình của thị giác á, chụp và lưu trữ, từ đó nó tạo ra cái gọi là cái lượng thông tin khổng lồ mà Minh Khang đang lưu giữ trong não của mình. Một đứa trẻ phát triển thế này thì nó phát triển quá rộng đi. Yeah. Nếu như mà cha mẹ không hướng nó đi một cái chiều hướng nào, có đôi khi là nó quá nhiều nhưng cuối cùng không động lại điều gì cả. Hai là cha mẹ sẽ tìm ra một cái phương hướng nào đó của con để đưa con đi theo đúng con đường của con. Bé này sẽ rơi vào trường hợp như thế nào? Thực sự đó là cái câu hỏi mà em nghĩ là một là xã hội quan tâm, tại vì rõ ràng là Khang đang sở hữu những cái thứ rất là vượt trội và chúng ta kỳ vọng rất nhiều vào cậu bé. Cái thứ hai đó là nó sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào nỗ lực của cha mẹ Minh Khang. Bởi vì cái người cuối cùng chịu trách nhiệm trên sự phát triển của Minh Khang vẫn là cha mẹ. Thế thì ở đây nó sẽ là cái câu chuyện mà một, phụ huynh có hiểu đúng về con hay không. Hiểu đúng ở đây có nghĩa là một là mình có bị sa đà vào cái chuyện là tự khái niệm là con mình là thiên tài và mình bắt đầu bị cái danh thiên tài đó. Thúc ép cái đó để mình rất là quan trọng. Gọi là mình đẩy con vào một cái chỗ đó là con sẽ bị căng thẳng về tâm lý và có thể tạo ra sự lệch lạc trong sự phát triển vì con không vui với cái việc mà ba mẹ đang bắt con nỗ lực hết mình để khai thác hết cái tiềm năng của con. Nhưng mà dạng thứ hai nó sẽ là gì? Mệt quá buông thì nó sẽ rơi vào cái trường hợp đó là tất cả những cái năng lực đặc biệt vậy nè. Trên thực tế trong quá trình phát triển của con người nó sẽ có những cái giai đoạn mà nó gọi là phát cảm. Có nghĩa là cái năng lực đó nếu qua khỏi cái giai đoạn đó mà anh không làm gì với nó hết thì nó sẽ mất, nó sẽ đóng băng và có nghĩa là đứa trẻ sẽ không phát huy được những gì vốn dĩ nó đang đáng lý ra nó phải làm tốt hơn. Thì cả hai trường hợp nó đều rất là tệ. Cho nên là trong cái câu chuyện làm cha mẹ của Minh Khang và những bạn na ná như Minh Khang thì cái gọi là cái công sức
mà giáo dục gia đình bỏ ra nó phải rất là kinh khủng. Nó kinh khủng ở chỗ một, đó là mình phải khái niệm được một cách rất rõ ràng về mục tiêu phát triển cho con. Có nghĩa là chúng ta vẫn phải tính đến cái chuyện là phát triển cân bằng cho đứa trẻ. Con không chỉ quá giỏi về ngôn ngữ và lưu trữ thông tin, nhưng kỹ năng xã hội con có vấn đề. Hoặc là các cái năng lực về thể chất của con bị mai một vì con không được chơi thể thao chẳng hạn. Có nghĩa là mình phải, điều này nó sẽ rất là khó, bởi vì ở những cái món khác mà những cái bạn này nè không phải là sở trường của các bạn là các bạn dễ từ chối lắm. Cái thứ hai đó là chúng ta đòi hỏi một cái sự chuyển đổi trong cái việc dạy con. Ví dụ như với những cái bạn trẻ bình thường, chúng ta có thể áp dụng những phương pháp đại trà cho cái độ tuổi đó, nhưng Minh Khang thì không. Tại vì nếu như mà đúng cái phương pháp đó thì rõ ràng là con không mê, do là con cao hơn. Nhưng mà bây giờ nếu như đem đúng cái nội dung cao hơn mà con đang cần để dạy cho con theo kiểu cái phương pháp cao hơn thì con lại không hiểu. Mọi người có phát hiện là bạn Khang bạn nói bị dính chữ không? Rồi nhiều khi là bạn cũng đứt đớ. Bởi vì đơn giản con cũng chỉ là một cái đứa trẻ 5-7 tuổi, cho nên là năng lực ngôn ngữ của con là tới đó. Nhưng mà do lượng thông tin trong não của con quá nhiều, cho nên là khi mà con đẩy ra, con đẩy không có kịp. Cho nên là thực ra là nên công bằng với con vẫn là một cậu bé. Thế thì cái phương pháp mà dành cho con phải là phương pháp dành cho đúng độ tuổi của con. Nhưng mà cái dữ liệu, cái thông tin, cái kiến thức mà mình mang đến cho con thì chắc chắn là phải đáp ứng theo nhu cầu của ảnh, là những cái thông tin cao hơn, nhiều hơn đối với một bạn đầu tiểu học. Thành ra là lúc này cái sự kỳ công của cả giáo viên lẫn phụ huynh phải rất là nhiều, mà trong đó thì phụ huynh vẫn giữ vai trò đầu tiên so với nhà trường. Anh có định hướng cho bé sẽ như thế nào không? Thực ra nếu mà nói là định hướng cho bạn này á, thì thật ra bây giờ nó còn quá sớm, mà phải nói là rất là sớm luôn. Nhưng mà chỉ có một cái á, là tại vì ba với mẹ cũng rất là theo sát con á, trong cái cách mà dạy học với là chơi với con á, thì dường như là chú Quyền Linh cũng rất là nhạy cảm á, đã nhìn thấy được các bạn này á, có cái xu hướng thiên hướng về khoa học tự nhiên là nhiều hơn về xã hội. Thế thì từ những hoạt động về học nè, chơi nè, thì cũng cho các bạn nó tiếp xúc với nhiều những cái nguồn thông tin đó thì tạo nó hứng thú nhiều hơn. Cái nhiệm vụ của phụ huynh á, có nghĩa là mình phải nhìn thấy được những cái sự quan tâm và cái nhu cầu của bạn đó ở cái nào nhiều hơn, thích thú hơn thì mình gọi như là tiếp thêm cho bạn đấy thôi. Đặc biệt là ba rất là bám, rất là sát với lại thầy cô ở trường. Có nghĩa là mọi cái hoạt động về chương trình, về cái phản hồi bạn này tiếp thu học kiến thức ra sao là cô với lại ba đều rất là chặt chẽ với nhau, để chi mình kịp thời, có nghĩa là có những cái phương pháp cũng như có kế hoạch nó phù hợp. Đây đúng là một trường hợp rất là đặc biệt. Vấn đề là một vài năm nữa để xem bé sẽ phát triển cái nào mạnh, chúng ta sẽ định hướng cho bé và khoanh vùng cho bé. Hôm nay phải nói chú Quyền Linh cũng như là mọi người cũng hơi bị choáng vì con đó. Đuối. Mong rằng mỗi người sẽ xem và rút ra một cái kinh nghiệm cho mình trong cái việc làm sao cho bé phát triển thôi ha. Cảm ơn Tô Nhi A rất là nhiều trò chuyện ngày hôm nay. Một lần nữa thì cảm ơn ba với Minh Khang, cảm ơn con trai rất là nhiều, đem đến một câu chuyện rất là thú vị. Và mong rằng cái sự phát triển của con sẽ trở thành một cái điều gì đó đặc biệt hơn nữa trong cuộc sống ha. Rồi, chúc con học thật giỏi nha Minh Khang nha. Rồi, đây, kỷ niệm chương tặng cho con. Đây là một cái phần quà tặng cho chị Tư Nhi nha. Đây một phần quà cho con, Minh Khang. Cảm ơn con. Thưa quý vị, đây có thể gọi là một hiện tượng, đây có thể gọi là một trường hợp rất đặc biệt mà tất cả chúng ta cũng có thể giải mã trong một thời gian nữa kìa quý vị. Còn bây giờ chúng ta vẫn chưa biết điều gì xảy ra. Mong rằng cái sự phát triển của bé sẽ trở thành một trong những cái nhân tài cho gia đình ha. Chúc mừng bé Minh Khang. Cảm ơn quý vị và các bạn qua theo dõi. Chương trình được phát sóng vào lúc 20:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ chúng tôi nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye đi con.